Còn về tình hình thời tiết thì miền Bắc tiếp tục rét đậm trong ngày hôm nay. Quý vị lưu ý để bảo vệ sức khỏe khi ở ngoài trời và trong các hoạt động chuẩn bị cho Tết. Thông tin chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị. Chiều nay, hầu khắp miền Bắc đều duy trì ngưỡng nhiệt thấp, cao nhất trong ngày phổ biến 14-16 độ. Trời rét cùng với độ ẩm nhiều nơi như Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hạ Long, Việt Trì, Bắc Giang, Hà Nội, Nam Định chỉ khoảng 50-58%, không khí khá khô. Trong thời tiết này, quý vị cần lưu ý hệ hô hấp của chúng ta dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến các bệnh cảm cúm, viêm mũi họng. Vì thế, khi di chuyển ở ngoài trời nên đeo khẩu trang, thường xuyên rửa mũi họng bằng nước muối loãng, đồng thời nên uống đồ ấm nóng để tốt cho họng và bổ sung nhiều vitamin.